thấy ông bà buồn hả? Gì thế trời? Vì có ổng mới có cái nhà này. Không có ổng mới làm sao phải có cái nhà này chứ. Vì người ta lo cho hoài mà. Phải thương ông lắm hả? Trời ơi. Một mảnh đời neo đơn. Biết ổng. Biết ổng? Biết ổng cho nên quậy xuống với nó quậy mới gặp này. Bà Bảy cũng gặp ông Bảy rồi hả? Ừ, xuống với nó gặp chứ không thôi không gặp mà gặp mấy cậu đây nè. À vậy. Đó, gặp ông Bảy á, vô ấy ông Bảy á, mới biết chứ không tao đâu biết. Vậy là bà Bảy với ông Bảy có tâm sự với nhau rồi? Không, vì Bảy với ông nói ngay không có tâm sự gì hết. Cũng như chị bạn mày trước này, chị Huyền, chị thấy chị Huyền quen với ông á. Bà mới biểu mày xuống mày thăm ổng. Thì tôi nghe là bà tôi xuống thăm ổng, sao bất ngờ mà gặp như vậy á. Con trước làm ơn, sau rồi quay cũng nhờ con đi gặp bà cộng đồng để à, con xin xỏ như thế nào để cho hoài tiền hoài sống mỗi mấy sống chừng nào hoài chết thì chết. Nói chung là bà Bảy mở lời là nói chung là bà Bảy mở lời để nhờ Quý Mạnh Thường Quân và cộng đồng giúp đỡ cho bà đó. Dạ vậy thôi chứ bà Bảy là kiểu như bây giờ là bất lực rồi. Bà Bảy bất lực rồi, không có làm gì nổi nữa, chỉ trừ cái bò ra đường đi xin thôi. Mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Huỳnh Kha Vlog. Hiện tại Kha đang có mặt ở Nghĩa Trang. Ở khu vực này có một hoàn cảnh cũng khá là đặc biệt. Kha được một người quen chia sẻ, có một bà cụ sống một mình ở trong một căn nhà nhỏ ngay khu nghĩa địa này. Nghe nói hàng ngày bà chỉ đi nhặt ve chai để kiếm sống thôi. Hoàn cảnh rất là khó khăn luôn các anh chị. Hôm nay Kha đến để tìm hiểu xem thử coi có giúp đỡ được gì cho bà hay không. Mời quý ông bà các anh chị đồng hành với cùng với Kha nhé. Ở đây có một, hình như bà nằm này. Ở đây có một ngôi nhà nhỏ nằm mấy bên nghi nhìn ghê thiệt cả nhà. Dạ con chào bà. Chào cháu. Dạ. Hôm nay con tới đây hỏi thăm bà cho con hỏi thăm chút nha. Dạ. Bà đang ngủ hả? Về đang đi lượm với trái mới về. Vừa mệt chị nằm đây. Bà lượm với trái mới về. Dạ. Dạ bà cho con hỏi bà bao nhiêu tuổi rồi ạ? 77 tuổi. 77. Để con gọi bằng bà nha. Bà tên là gì vậy? Tôi là Phạm Thị Lan. Bà Lan. Bà thứ mấy? Tôi thứ 7. Cũng thứ 7 luôn. Thứ 7. Ủa sao bữa giờ Kha có duyên với người lớn tuổi, bữa giờ đi quay người lớn tuổi toàn là thứ 7 không có mấy anh chị. Vậy con gọi là bà 7 nha. Dạ. Dạ. Bà 7 sống ở đây chỉ có một mình thôi bà? Có một mình. Chồng bà 7 đâu? Con bà 7 đâu? Tôi không có con. Mà tôi có chồng mà chồng chết lâu rồi. Ồ, vậy sao? Chồng bà mất được bao nhiêu năm rồi bà Bảy? Chắc là cỡ là 6-7 năm rồi. 6-7 năm rồi? À, 7, chắc 7 năm à. Lúc đó là ông bị bệnh hay sao mà mất? Ông bị té. Té thì sao mà qua đời luôn vậy? Ừ, té bị tán cái đầu vô đây nè. Tán vô ông tường hả? À. Ở đây sao mà té tán vô ông tường? Ông đi cầu ở trong cầu á. Trời ơi, đi mà đi cầu rồi tán vô tường rồi. Như ông té. Ôi ôi. Ông té rồi không có ai đỡ. Rồi ông mới chết, 2 ngày ông mới chết. Té xuống cái rồi 2 ngày mới mất. Cấm khẩu luôn hết. Không là lúc luôn. À, là lúc á bà đi lụm với trai mới về chờ bà đi lụm với trai về hồi trưa hồi trễ. Cho nên ông mới vậy thì bà nhờ đó sớm này đỡ ông lên. Dạ. Rồi lo cho ông rồi cách 2 ngày ông mới chết. Dạ. Rồi ông chết thì Bảy mới đưa ông về Nha Trang. Tại quê ông ở Nha Trang. Quê gốc ông ở Nha Trang hả? Ở Nha Trang. Rồi dì Bảy Hoài mới đưa ông về Quẩy. Dạ. Tới nơi tới chốn. Rồi tại vì ông có con, ông có vợ lớn, ông có con. Dạ. Rồi đưa về Quẩy mai táng xong rồi về, rồi Quẩy về. Bà về đây cái chân này nó đau luôn à. Nó đau luôn, nó bị khớp luôn, sưng cái chân chà bá lên nè. À. Bây giờ để đi được á, chứ hồi đó đi không được có con. Lết từ trong đó mà ra đi tiểu mà cũng không được á. Bây giờ đỡ này gì đi được cho nên đi lụm á. Chứ mấy năm đói, mấy năm hai năm trước á, hai ba năm trước á đói. Bà Bảy chia sẻ với con là chồng bà Bảy là quê gốc ở Nha Trang. Ở Nha Trang. Rồi khi mà chồng bà mất rồi bà đưa ông về Nha Trang. Đưa về Nha Trang. Lúc nãy con nghe nói bà nói là ông có vợ con rồi đó hả? Ờ, ông có vợ lớn rồi đó. Ông có con rồi đó. Vậy là bà Bảy là vợ nhỏ. Ừ. À, như thế này. Tại vì hồi đó
Hoài đi lùm bọc này này. Dạ. Hoài thấy ổng, ổng thấy Hoài, về sau hình như ổng có tình thương với Hoài. Ổng mới theo Hoài về đây. Thì bỏ vợ lớn rồi kia luôn. Không, cũng ở Hoài đó, cũng có vợ lớn, ta con ta lớn mà. Dạ. Rồi ổng theo Hoài về đây, rồi quen tới lui về, ổng mới thấy Hoài có cái nhà này, ở cái nhà này này. Dạ. Khổ, cái nhà này này. Rồi ổng mới xin về con ổng á, cho cất cái nhà này. Nhờ có ổng á mà Hoài mới cất được cái nhà này, bây giờ Hoài mới còn ở cái nhà này. Chứ nếu mà không có ổng á, thì gì cũng còn ở cái nhà này. Bà bảy chút động hả? Nhắc tới ông bà buồn hả? Gì thế thật? Dạ. Vì có ổng mới có cái nhà này. Bà nhớ ông lắm hả? Không có ổng thì làm sao Hoài có cái nhà này ở? Mà Hoài bệnh mấy năm nay rồi. Thấy thương bà ghê ha. Bà ở với ông được bao nhiêu năm thưa bà vậy? Cũng 6-7 năm á. 6-7 năm rồi ông mất? Dạ ông mất. Nhưng mà không có người con nào? Không có con. Tại vì vậy từ đó giờ không có đứa con nào á. Không có biết đi. Ôi. Không. Hồn gái vợ. Cho con mạn phép hỏi, trước khi mà bà Bảy gặp ông Bảy ở đây, bà Bảy có chồng trước không? Cũng có chồng trước, mà cũng không có con. Dạ. Ừ. Rồi lấy ổng cũng có con. Dạ. Nói gì thế thôi. Rồi bây giờ cô đơn một mình luôn. Có một mình. Rồi thấy thương bà Bảy đó. Còn cảnh cho thấy mà. Hồi đó giờ thì nhờ cô bác ở đây, bệnh tật rồi thì nhờ chị em anh em nói sớm đi. Dạ. Chia sẻ cho này cho kia nọ, cho Hoài sống quá ngày. Rồi nhờ trọn bà, nhờ gặp cái cô đó, cô đi lụm với chai, cô gặp thấy gì rồi cũng hai gì cháu nói chuyện rồi gì cái thuốc bên Mỹ gửi về cho nó uống á. Rồi nó cho gì Bảy cũng như uống hết bớt rồi, cũng như còn hai phần hộp nó cho Hoài Hoài uống, bây giờ còn cái hiệu đó Hoài còn để đó, hết cái hộp thuốc đó. Mà nhờ như vậy mà mấy cái chân Hoài đi được. Nó nói cho nghe ra như vậy, mình sao thì mình cảm ơn người ta. Nó vậy thế thật quá à. Bà Bảy cho con hỏi là bà Bảy sống ở đây được bao lâu rồi thưa rồi? Lâu rồi. Sống ở đây hồi đó 1978 nè. Trời ơi. Mà hồi sống ở trên kia rồi mới xuống đây. Xuống đây cũng là mười mấy năm, gần 20 năm. Vậy là hồi trước bà Bảy sống ở đâu? Ở trên kia kìa. Trên kia là trên nào? Ở trên đường đi Phan Rang kìa. À. Đi làm cá. Ở bên Phan Rang lại? Ừ, đi đường Phan Rang đi làm cá. Đi lạc đầu cá mướn rồi người ta ở trên đó. Vậy hồi xưa là bà Bảy làm cá? Ừ. Hồi đó mạnh khỏe còn đi làm cá đó. Đó, dù mấy ấy đi làm cá, dù đi lùm bọc, chứ giờ biết ở đâu làm gì đâu sống con. Thì biết làm vậy thôi. Bây giờ là bà Bảy làm cá nổi nữa không? Không, đi không nổi lùm bọc mà làm sao. Nó như Hoài đi vậy, Hoài đi vòng quanh đây, xuống đây, xuống đây, cái là quay trở về. Chứ còn đi xa không có được. Chứ mỗi lần Hoài đi tới cầu 41 đi vô nữa, vô tuốt ở trong công ty trong kia nữa lụm mà đi được nổi. Bây giờ Hoài đi hết nổi rồi. Thì giờ bây giờ nói thẳng ra, bây giờ Hoài con tới đây thì Hoài cũng có gì hơn, cũng xin con làm phước cho Hoài hơn nữa, nhờ cộng đồng. Con đề nghị cộng đồng để xin cho chị Bảy. Bà Bảy cho con hỏi là bà Bảy đi nhặt ve chai, bà Bảy đi bộ hay là đi xe? Đi xe đạp nè. Xe đạp này á hả? Ờ. Đó, đi chiếc xe đạp đó, đó. Cái xe đạp cùn đó con. Vậy đi, là... Mà đi nếu mà đạp không nổi thì dắt. Dắt đi cà chọt vậy đó con. Vậy là hiện giờ bà Bảy vẫn còn đạp xe đạp được? Ừ, cũng đi được. Chắc yếu lắm bà Bảy. Yếu, đi không ra nổi, nhưng mà chạy chút đỉnh. Chứ vì cái chân này đạp quá, cái chân này nó đau. Cho nên không dám. Sợ nó trở lại, không dám. Thì phải dắt. Dắt mà đi bộ đi không nổi, Hoài đi không nổi không. Đi xa quá đi không nổi. Đây này lên tới dốc chỗ mãi em bé thằng Đồng nó quay trở lại à. Đó, mà đi không nổi á. Ở cái tuổi này mà 77 tuổi rồi mà bà Bảy vẫn còn đạp xe đạp đi nhặt ve chai. Đi nhặt ve chai. Rồi chứ bây giờ không đi nhặt ve chai làm sao sống con. Mình đâu có đất, đâu có ruộng, đâu có mà thân nhân giúp đỡ cho mình. Thì mình nhờ trước ấy. Thì vì nếu con không tới đây thơ, còn tới đây thì cũng nhờ cộng đồng, cũng nhờ con giúp đỡ cho chị Bảy, cho Hoài thôi. Chứ gì Hoài đâu biết gì đâu nói. Thì nằm đây chờ chết thôi, năm nay sang năm là nó chết rồi. Nó, nếu mà ông ấy thì Hoài cũng lết đi xin vậy thôi. Chứ có gì đâu ăn, có gì đâu sống.
mình không có tài sản, không có đất, không có gì. Vậy thế thôi. Đó, thì bà nói vậy con hiểu. Thì bà Bảy nói là nếu mà không nhặt đi chai nổi nữa thì bà Bảy đi ra đường để xin ăn. Ê, xin ăn, lết đi xin. Tại vì không có con cháu để lo. Không có con cháu lo, không ai hết. Vậy thôi, có gì đâu. Rồi hoàn cảnh gì mà thấy thương vậy bà Bảy? Thì bởi vì hoàn cảnh cô đơn mà. Đó bây giờ quả đi mới về mà bên nhà hàng á, người ta gỡ cho cái cậu bên đây nè một bị đồ ăn gì vậy, còn đến bàn gì vậy đẩy lòng lại gì vậy, đổ ra son gì vậy đảo lòng là sợ nó thiêu mà để phỉ rồi đi vô kho ăn á, con tin vô vợ tự đúng không đó. Nhờ cô bác thì bây giờ như vậy á, thì cũng nhờ ông Võ Văn Kiếm á, ông Võ Văn Kiếm người Nha Trang, người Cam Ranh chứ không phải Nha Trang, nói sai. Cam Ranh đó, nhờ ổng thấy hoàn cảnh của quả như vậy khổ gì, ổng mới sinh con ổng, mới sinh con ổng mới có tiền có cái nhà này. Thì bây giờ ổng chết rồi, ổng để cái nhà lại cho quả ở vậy. Thế thôi. Là chồng của bà đời sau á? Chồng bởi vì đời sau, trước kia là bà ở cái căn nhà này đó, còn nhưng mà bây giờ nó sụp rồi, nó sụp à? Nó sụp, nó chịu à? Vô không dám vô. Vô thì trong đó bà có để cái gì trong đó? Thì để ba cái dây chai này là ấy rồi dĩ thơ chứ có gì đâu, con sợ nó sập á, đâu dám vô. Cái này con ngó này là bà Bảy mà ra vào chừng vài lần coi chừng nó. Ờ đó, nó sợ nó sập á. Gió nó đập một cái là nằm trong đó luôn nha bà Bảy nha. Đó, bởi vậy à. Bởi vậy cho nên quậy dám vô. Cực đá quậy vô. Chứ không dám vô, vô sợ nó đè trong đó rồi có ai đâu. Yeah. Mình chết bất đắc kỳ tử. Phải nói gì thì con nó vậy, nó cũng có hoàn cảnh của ai gì, nhờ ông Võ Văn Kiếm này, nhờ ông Võ Văn Kiếm này có cái nhà này, ông chết rồi ông để lại cho quậy ớ thôi, chứ không có ông thì quậy cũng có cái nhà này đâu, cũng còn ở nhà đó đó. Nhắc tới ông là bà Bảy khóc à? Nhắc tới ông là bà Bảy khóc vì người ta lo cho quậy mà. Bảy thương ông lắm hơn. Một mảnh đời neo đơn. Hoàn cảnh của bà Bảy á, sao con nhìn giống như hoàn cảnh của ông Bảy ở dưới đây? Bà Bảy có biết ông Bảy ở dưới đây không? Biết ổng. Biết ổng? Biết ổng cho nên quậy xuống dưới đó quậy mới gặp này. Bà Bảy cũng gặp ông Bảy rồi hả? Ừ, xuống dưới đó gặp chứ không thôi không gặp, mà gặp mấy cậu đây nè. À dạ. Hả? Mà gặp ông Bảy á, vô ấy ông Bảy á, mới biết chứ không tao đâu biết. Vậy là bà Bảy với ông Bảy có tâm sự với nhau rồi? Không, vì Bảy với ông nói ngay không có tâm sự gì hết. Cũng như chị bạn bè trước này, chị quen, chị thấy chị quen với ông á. Bà mới biểu mày xuống mày thăm ổng. Thì tôi nghe là bà tôi xuống thăm ổng, sao bất ngờ mà gặp như vậy á. Chứ không thôi gì cũng, chứ không phải quản có đứng vô. Ông Bảy là 87 tuổi rồi, nhưng mà ông Bảy được cái là mạnh hơn bà Bảy. Thì đúng, ông đàn ông mà. Con quậy thằng bà làm sao hỏi, ý là quậy không sanh không đẻ mà gì. Chứ nếu mà quậy mà sanh đẻ thì quậy đi không nổi đâu á. Thiệt sự, thực sự mà nói á. Sanh đẻ là về già yếu hơn không? Yếu nhiều. Sanh đẻ là cái lứa tuổi này là nhờ con thơ. Chứ đâu có đi nổi. Con có bà bệnh nằm chỗ luôn á. Dạ. Con biết cái gì. Bởi vì cho nên bây giờ quậy cũng nói thiệt luôn à. Quậy nhờ con. Kệ bây giờ dù gì đi nữa, con trước làm ơn, sau rồi quậy cũng nhờ con để gặp ở cộng đồng để như con xin xỏ như thế nào để cho quậy đi quậy sống mỗi mấy sống chừng nào quậy chết thì chết. Nói chung là bà Bảy mở lời, là nói chung là bà Bảy mở lời để nhờ Quý Mạnh Thường Quân và cộng đồng giúp đỡ cho bà đó. Dạ vậy thôi, chứ bà Bảy là kiểu như bây giờ là bất lực rồi. Bà Bảy bất lực rồi, không có làm gì nổi nữa. Chỉ trừ có bò ra đường đi xin thôi. Chứ không có làm gì nổi nữa con à. Bà Bảy có thể chia sẻ cho con biết là bà Bảy đi nhặt ve chai một ngày mà bà Bảy bán được bao nhiêu tiền? Đó, không mình yếu á, nhặt cái chai mà bán như vậy á, thì người ta không có mua. Mình phải để dồn nó như vậy á, nhiều á, thì mình kêu cái lái người ta, mấy cái nhờ mà mua nhiều á, mua có xe đồ chở. Thì kêu bán người ta, coi cũng như một ngày á, nhặt cao lắm, bán cao lắm, vì mũ này bán cao lắm là 20 ngàn đó. Nhưng mà cô bác người ta có cho lon bia lon đồ á, lon bia lon đồ cô bác rồi người ta cho mình tôm lại bán hơi có tiền chút
chẳng hạn bao chục ngày vậy đó. Chị thấy sao chứ không có nhiều đồ, không có nhiều đâu. Vì đồ này nó rẻ quá rẻ. Đó. Thành không có tiền đâu con à. Vậy là quỹ chi trung bình mỗi ngày bà Bảy nhặt ve chai được 20 đến 30 ngàn. Ờ đó, như vậy thôi. Nhưng mà dồn lại nhiều ngày mới bán. Nhiều ngày mới bán. Chứ còn bán mà ít người ta không mua. Tại vì đi lụm mà về đây. Rồi ít người ta đâu có vô mua. Đó, mình phải để nhiều kêu người ta mới vô. Dạ. Nó như vậy á con, chứ không phải ngày nào bán ngày nấy. Đó. Đôi mắt của bà Bảy còn thấy rõ không? Rõ. Bà Bảy nhìn thấy con rõ không? Thấy. Vì bảy thấy con, hoài thấy con mà, phải biết con. Bà Bảy sống ở đây có điện, có đuốc gì không bà Bảy? Có điện, có nước. Bên nước. Chùa. Bên chùa người nước ta... là bà Bảy xài bên chùa hả? Bên chùa, điện đồ cũng bên chùa hết. Bên chùa cho xài. Miễn phí hả bà Bảy? Miễn phí thì không có miễn phí, nhưng mà cũng như người ta lấy tiền nhẹ. Các hộ khác. Cũng như người ta thấy mình già vậy đó. Nó dụ 500 ta lấy 300 hoặc 400 gì đó con. Chứ còn ta không có lấy thẳng như mấy người già giàu. Nó nói vậy á. Thì lấy bên, xin bên chùa cái câu về đây nè. Vừa cô bác người ta có tiền người ta câu, ta bỏ tiền người ta câu rồi cho bảy theo. Vậy thôi chứ không có gì hết con. Ở đây nó khổ lắm. Đó con thấy không? Đường xá em thấy không? Bà Bảy có thể dẫn con vào nhà xem một chút được không? Đó con vô đây, con có vô tự nhiên. Con có vô thì quải không đi đâu. Đó. Bà Bảy đi không nổi hay sao? Không, cũng đi nổi nhưng mà con có vô tự nhiên thôi. Không có gì đâu con à. Không, con không có vô lấy đồ ấy, con kêu nhờ bà Bảy dẫn vô để chia sẻ một chút. Ờ, thôi đi. Có bà Bảy hay hơn. Ờ, thì đi gì vậy? Đó, chứ con ăn thua gì con. Tại vì gì muốn đi, tới đi luôn nhiều quá. Đi nó đau chân hả bà Bảy? Ừ, đi nó đau cái này nè. Chứ bây giờ không ai nuôi mà con làm sao mà không nhờ cái này làm sao mà sống con. Dạ. Cô bé ở hàng xóm người ta cho con chút đỉnh nào thơ chứ người ta đâu có cho nhiều con. Đó, con đó, đó, con coi đó, đó. Nó nhờ ông Võ Văn Kiếm đó, anh này ổng à. Đó, cái hình của ổng á. Hình của chồng bà à. Đó, đó, ông Võ Văn Kiếm đó, 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 đó. Đó. Nhờ ổng vậy mới có cái nhà này. Cho hoài ở che mưa đụng nắng bây giờ ông chết mấy năm rồi đó. Cái giường này bẩn quá chắc bà Bảy không có ngủ ở trên đây đâu phải không? Không ngủ. Giường đó là để vậy đó cái đó. Này này đó cái giường này tối hoài ngủ nè. Đó. Bà Bảy ngủ trong đây. Ờ hoài ngủ trong này đó 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 đó. Ồ trong này nóng kinh khủng luôn. Ờ nóng đó còn nóng này này đó. Nó cũng nhờ ông Võ Văn Kiếm nè. Mà gì mà ngoại có cái chỗ này vậy ở mấy tới mấy năm nay nè, nếu không có ổng giúp đỡ cho ngoại á thì ngoại ở cái nhà đó biết tới bây giờ đó con. Cũng nói ngay cũng tội ổng. Ổng thương vì ổng lo hết tất cả mọi mặt, chừng cái tủ chén này, bữa có cái tivi này rồi không xài nữa đem bán, bỏ phế bán cho phế liệu. Rồi đó cái gì á đó, cái giường sắt này cũng của ổng nè. À, ông sắm hết đi con à, à, rồi ông sắm hết vì ông chết rồi thì mà, bây giờ một mình hoài ở đây à. Trong kia là nhà vệ sinh hả bà Bảy? Bữa này vệ sinh này con đó cũng ổng không á, tay ổng không á. Trong đây có hai con gà đây à, hai gà ắt và để hoài cũng được, phải đem vô đây hả con. Để hoài sợ mình đi rùm bọc á con, người ta bưng. Dạ. Thành không dám, phải đem vô. Con thấy ở bên hông đây là mùa mã con phải không? Ờ, thì ở ngoài sâu này cũng vậy con ra đằng sau á, con quay đi đó đằng sau. Hai bên hông đều có hết, chỉ trước này có mình hoài ở thôi. Trời ơi, bước ra tới cửa đây là nhìn bên đây là thấy nghĩa địa rồi. Ừ, đó nghĩa địa. Rồi ống sau này cũng nghĩa địa, ngay cái đầu này nè, ngay cái đầu vách này cũng mã xét á con. Dạ. Không tin con ra quấy con quay đó, con bước ra đó một chút quay. Đó. Ui, có con chó lên nghĩa địa nằm luôn nè. Ừ. Ui, con chó lên mã nằm ghê thiệt. Kệ nó, con chó nó bệnh đó. Nó bệnh. Đó, con bước ra đó đằng sau á, con quay.
Trước khi lên ngôi chùa nha các bác anh chị. Phép chân diện cho con bước qua bên đây một chút đi. Ra lại một nó cũ. Bà Bảy ơi, tại sao lúc trước khi mà bà chuyển tới đây á, lúc đó sao mình không kiếm cái chỗ nào đó cho nó đẹp đẽ mà kiểu như là nó có tiền đó, không có rùng rợn chút. Con biết sao không? Hồi đó cái này là cái rừng U Minh, mà con biết mình không có tiền mua đường quốc lộ phải vô này ở. Lúc bà Bảy chuyển tới đây con nghĩ chắc rừng cây bụi rậm cơ. Ô, rừng cây, cây to to hồi này đó, cây như gì này con nè. Đó, cây như vậy nè mà hồi, à, mà hồi đó dì còn mạnh à, hồi đó hoài còn mạnh, hoài cầm giòn và chặt bụp bụp một mình mà bảy phát luôn hả? Ừ, hoài phát luôn, hoài phát luôn á, là này á, bây giờ còn cây bóng điệp á, nó hồi nó còn nhỏ bây giờ nó lớn á con. Cây đó là hồi xưa ở rừng á, tự nhiên hả bà bảy? Ờ, tự nhiên nó mọc phải không? Bông đẹp quá hả? Ờ, rồi con biết sao phát tuốt là núi luôn. Trời ơi. Ừ, phát qua cái mã đó luôn. Trời ơi. Kéo phát tuốt là núi luôn á, chứ không phải giỡn không? Dạ. Ờ, rồi bây giờ có con em nó là nó vui chuồng gà, nó rào bê mưa ngang qua, chứ quậy phát tuốt nó luôn mà hồi cây to to. Mà gì cầm giòn cặp nổi. Bây giờ làm nổi nữa con, nó thiệt luôn á. Hồi xưa là bà Bảy phát là lúc đó là nghỉ địa ở đây nhiều chưa bà Bảy? Có, đó, y gì hết á. Là ta chôn hồi xưa giờ rồi. Thôi chôn giờ hồi xưa giờ lận, chứ không phải mới đây đâu. Mới đây thì người ta không cho chôn nữa đâu. Chứ mã này là mã này là mã hồi xưa không ạ. À? Cái hồ mà nghe người ta nói cái hồ mà luộc 1900 mấy đó. 1994 hay sao? Lâu đó. Lắm. Ừ, năm đó. Ừ, đó. Bà bảo mà chết ở dưới biển này nằm như cá vậy đó. Dạ. Người ta đem người ta chôn nè. Này là tàn dân Cà Ná không á. Dạ. Chứ không phải ở đâu mà vô đây con tàn là dân Cà Ná mới Vĩnh Hảo. Cái vụ sóng thần đó con nghe nói là đau thương lắm á. Ừ, đó như vậy á, nó chết gì mà như củi vậy á. Dạ. Vậy là từ cái lúc mà bà Bảy tới đây sống là kể từ đó về sau là người ta không có chôn ở đây nữa. Không có chôn. Toàn là mã cũ thôi. Mã cũ không, cái này mã cũ không mà con. Rồi bây giờ hả, người ta có tiền á, rồi người ta sang sẻ cho cha mẹ người ta, ta xây mã, xây đồ lại đẹp á. Dán bông đồ đẹp á con, chứ hồi đó không có đâu mã đất. Bây giờ ta dán bông dán đồ lại đẹp á, thảm á. Hồi hoài về đây nè, mã đất được không á. Dạ. Bây giờ ta xây là ta có tiền á, ở dưới Cà Ná bây giờ ta làm ăn giàu có, ta có tiền. Bà Bảy ơi, cái thời đó ở đây bụi rậm mã mồ, bà Bảy về đây ở bà Bảy không có sợ? Không sợ, hoài không có sợ. Mà hình như ông bà trời cha mặt suối gì chứ còn. Nếu mấy người ta không dám ở không? Mình về ở tối. Mà hồi còn ở nhà này à. Không có sao không con à. Con hỏi thiệt bà Bảy nha. Bà Bảy có từng gặp tâm linh chưa? Không. Không có gặp tâm linh. Bảo mới dám ở. Con biết tối á, này trên mấy nhà này giải cát ầm ầm á, mà hoài cũng nằm tỉnh bơ. Vậy là người ta nhét bà Bảy rồi. Ờ, cái đó không biết. Nhưng mà cát á, nó vô lên đây này nè, ào 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 vậy. Mà quả nằm ở trong tỉnh bơ quả nó nói. Ở đâu ra con nước thì, ma họ giải á. Thì đó, mà cái đó là mà quả không có biết đâu. Nhưng mà sự thật như vậy. Bà Bảy không sợ luôn. Không sợ, nằm im. Trời. Nằm im ru không có gì hết á. Có giải các đêm nào cũng giải. Ờ, đêm nào cũng giải, đêm nào cũng giải. Ờ, rồi có khi nó không có giải. Ờ, giải ào 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 ào, quả nói bụng mình nói.
Rồi nói này, rồi nói chứ hay là mấy ông nhỏ này chơi, mấy ông nhỏ này thấy mình nhát cái gì, cho nên giải khác thì giải dữ rồi, chứ hoài không có nghĩ tâm linh. Rồi bà Bảy có đi ra ngồi coi không? Không, bà không dám. Vậy 6 giờ là đóng cửa bãi tới bây giờ cũng vậy đó. 6 giờ là hoài nó đóng cửa rồi, hoài không có chơi mà không có nằm ở ngoài này mà 7-8 giờ đâu. 6 giờ là hoài vô, hoài đóng cửa cứng ngắt. Bây giờ vô có ai cứ kêu hoài cũng không có mở. Ở trong tắm rửa rồi ăn uống rồi ngủ à. Không có mà đi ra đi vô gì hết ấy. Cái lúc mà họ giải két khoảng tầm mấy giờ đêm mà vậy? Kia chứ. Cỡ 11, 12 giờ, cỡ 12 giờ. Giờ đó thì ai đâu mà giỡn? Thì bảo gì đâu mình đâu có biết. Mình cứ nói trong tâm vậy á. Mình nói không mấy quỷ nhỏ này nó chơi nó giải cát lên. Hay là gió bụi cát lên chứ. Mình đâu có nghĩ tâm linh. Vì vậy không có nghĩ tâm linh đâu á. Không biết gì là tâm linh luôn à? Không có biết gì tâm linh đâu. Mình nghĩ người ta chết coi như hết. Nhưng mà thiệt ra cái đó là ma vậy. Chắc vậy á. Chứ con hoài không có nghĩ gì đó. Nếu mà hoài nghĩ gì có cái đầu óc mà nghĩ gì hoài không bao giờ ở đây mấy chục năm. Không dám ở đâu. Nghĩ là sợ. Đó nó vậy con. Họ có hú hét rồi, kêu tên bà Bảy rồi không? Không có, chỉ giải cát thôi. Giải cát không? Giải cát ầm ầm lên mấy nhà thôi. Ghê vậy trời. Chứ còn không có. Mà gì cũng quan tâm tới mà mấy người mà chết rồi quá. Vậy là Bảy kêu con mũi ra gà. Đó vậy mà giờ đó con nghĩ. Bởi vậy nhiều khi á, đừng nói nha, con đừng nói. Cái mã này là linh lắm á. Mã nào mà Bảy? Mã lấy cốt rồi, chỗ ngã xe Bảy để còn mấy tấm gạch. Tấm đá đó à, cái mã trống lỏng đó hả? Ừ. Thì sao mà linh bà Bảy? Vì nè hoài mới biết này. Bên này cái cậu này nè, cậu đám cưới con gái cậu, con gái út á. Dạ. Đám cưới mà hoài 11 giờ, chắc 11 giờ mà hoài ở đây này sửa soạn đồ đàng hoàng tử tế, bận đồ đâu đó hết rồi. Dạ. Chuẩn bị là đi đường này đi vô qua nhà nó đó, nó cắt lại bên đây này. Dạ. Đó, đi ra bạc tiểu quá. Thử tới ngờ cái đầu, trên đầu á, dạ. Tiểu. Mà đi tiểu xong rồi đi qua bến, cấm đầu như này. Chịu không nổi, ăn không được. Lật nói, thôi tôi xin phép cô ba, cậu ba tôi về. Hỏi, ủa sao à bà, ông ấy nói chị chóng mặt quá, về nằm. Đó, về nằm. Trong mình nó khó chịu quá, chóng mặt, chóng mày như không thấy đường đi. Dạ. Vì nằm trên cái giá, cái giường đó đó. Dạ. Thì đâm nghĩ hay là ai đây, hay là sao, hay là mình đái ẩu cho nên mới bị vậy trở. Dạ. Thôi giờ mình cắt nghe thử, không biết là như vậy đáng vậy. Lấy ba cái nhang ra giấy á. Bây giờ con không có biết đó. Mà con người phàm con không có biết mà đàn ông mà đàn bà hay là đáng cha đáng mẹ hay đáng ông nội bà nội thì cho con xin, con cũng không biết cho nên á là con đái ông bà có quở thì cho con xin vuốt ve cho con mát mẻ rồi con sẽ đền ơn với tạ đó. Nói gì con chi bảy quả giái gì vô hết à. Một ngày đó hết luôn. Linh dị đó. Linh dị bỏ cho nên Bảy đó, Bảy thơ có cái ấy nhang để trên cái gốc cây á, con thấy không? Là bà Bảy cúng á hả? Tao ngày ngày tao đốt nhang á. Ngày nào cũng đốt đó. Ừ, đầm 31 hoài đốt nhang đó, cái lư hương để ngang trên gốc cây á con. Đó. Con xin phép rồi, khúc mà con xem. Là cái mộ hốt cốt chỗ nào bà Bảy? Hả? Mộ hốt cốt rồi chỗ nào? Ở đây không? Đây này, đó. Trời ơi, mày không con dậm lên mộ rồi. Đó. Người ta lấy cốt ta đi rồi con, mà còn đó, còn cái dốc tích đó. Là cái lúc mà bà Bảy tiểu lên trên đó là lúc đó mộ người ta hốt cốt chưa? Hốt cốt rồi đó, còn cái trường đó. Ui. Mà ngoại đâu có biết. Chứ còn nếu mà có mã gì thì ngoại đâu có dám đái đó. Tại cái đó là hốt cốt rồi, ngoại tưởng đâu đá được thôi. Tự nhiên người ta nói cái đó là cái mã của người ta trời. Tuy người ta đi như vậy á, người ta vào nhà ta đi chứ cái chỗ đó là nhà của người ta. Vậy ta chưa có đi đâu.
thì bảo vệ cho nên gì mới tín hưởng, hoài mới tín hưởng, mới để cái lư nhang đó chứ, rằm 30/1 đó. Hoài có gì thì hoài cúng rồi hoài giấy rồi đem nhang rồi bị đốt á, bị cắm á. Nó là như vậy không. Tôi linh mức độ đó đừng giỡn nha. Bởi vì cho nên có gì là hoài giấy. Vậy là rằm 1/1 bà 7 cũng cúng. Cúng rằm 1/1 hoài cúng đàng hoàng, cúng nhà trong, cúng ở đây. Cúng hết rồi các chữ ở đây luôn. Cúng ở đây cúng. Rồi cũng như cúng hay cúng cháo ở đây nè, chỗ này nè. Cúng ở đây luôn. Chỗ này hoài hay cúng cháo cho các bác. À, một con cháo to, một cái ấy, một thau bạc nước to cho các bác uống, các bác ăn. Bà bảy cúng bà bảy giái sao bà bảy? Thì mình cũng giái, không có biết gì giái. Thì giờ giái các bác. Yeah. Trước thì các bác, sau thì ông chủ đất, bà chủ đất. Yeah. Mới lỡ cô bác nằm gần bên con. Yeah. Là đáng cha, đáng mẹ hay đáng cái gì bất cứ. Thì cũng tha thứ cho con. Vì con không biết, con không có tiền cũng mua đất, mua cát ở ngoài. Cho nên con vô đây con ở chung với các cha, các mẹ. Thì chắc cha, các mẹ, ông bà gì thì cũng phù hộ con, giết ghê con. Để cho con gặp điều may mắn, con làm ăn, để con sống, có tiền, con sống mỗi ngày. Con cũng nhờ các ông, các bà ở đây. Đó, gái gì con hả? Dạ. Chứ bây giờ mình đâu biết gì đâu, mình gái con. Thì bây giờ đó mình thấy gì thì mình gái gì ấy. Chứ đâu có biết người chết mà làm sao người ta sống lại được. Nó rồi hoài tin gì hoài giá vậy sao. À, rồi thôi nên 30/1 rằm bộ. Thì hoài đi hoài mua đồ hoài cúng. Mà mấy năm trước đó hoài còn làm ăn được. Mới đi được được. Mới có nhờ ông già này nè. Ông có tiền á. Giờ ông đưa cho hoài. Thì hoài đi chợ hoài cúng. Mà từ mấy năm nay, 2-3 năm nay hoài đâu quá là đi không nổi. Cho nên cái cúng thì ít cúng. Nhưng mà đều đút nhang, nước, nhang, nước, nhang, nước. Thì đó vậy thế thôi con à. Nhờ vậy mà yên ổn mà bà ơi. Đó vậy à. Chứ không thôi làm sao được con nó vậy chứ trong cái địa mà. Đâu phải giỡn chơi. Ghê vậy trời. Chết bắt rắc thì tử dưới biển là gốm lắm. Dạ. Ta linh lắm á con à. Khi giỡn là ta chết dưới biển như mình sống mà. Như không chết vậy. Dạ. Chết quang, chết ức á. Đâu phải giỡn con bởi vậy nên. Hoài nói thiệt con á. Bởi hoài đau khổ. Mà ở đây á, hoài nói con là ở đây á, hoài á, ở đây xóm này người ta cũng thương hết đấy. Nhưng mà chỉ có một con thôi, con nó còn trẻ tuổi. Mà hoài á, không có chữ, không có bớ nó gì, không có nói xấu nó hổ gì nó. Ngày ngày đi làm cũng không có tối lui nhà nó đâu. Vậy mà sao nó có ghét hoài đến mức độ mà nó chữ hoài đi này đi kia. Thì giờ hoài cũng chấp tay niệm Phật đi qua. Đi qua, bước qua đường ray vậy con. Chắc tay niệm Phật thì đi qua, mày chữ gì mày chữ. Đó. Mà nó vẫn chữ hoài cho nên ở đây người ta nói á. Ta nói cái con này nó cũng chết bắt lắc thì tử. Vì mắc gì mà bà bảy là nó chữ bà, rồi bà xấu cương chữ. Chi vậy mà người ta có làm gì mà nó chữ người ta vậy, đồ này cái nọ gì. Bà bảy không có làm gì. Không, có gì đó, cô bác tao vẫn nói tin vậy mà thôi kệ. À, bởi cho nên hoài nói này, hoài nói cô bác đây, mấy bà ở đây nói yêu hoài chữ nó này kia nợ trăm lần nó tưởng này. Hoài nói không, hoài không có chữ không. Tôi không có chữ. Hễ nó chữ tôi chừng nào nó lãnh phước chừng đấy. Không có sao đâu. À, cũng như này mấy con vô mà quay phim hoài nè. Đó mấy bà bình luận mấy bà nói á. Bà hàng xóm này nói đây là mấy người quay phim vô quay phim bà. Đó, rồi bắt đầu nó lên mạng đó. Nó lên mạng nó nói chẳng hạn ở đâu vậy. Đừng có cho cái bà già này như thế. Người ta chặn, họ chặn cái đường giúp đỡ cho bà bảy. Ờ đó đó. Rồi nó lên mạng này. Nó có điện thoại bự này con này. Nó lên mạng đó. Cũng như con quay ra hoài. Dạ. Rồi con nói hoài. Con đề nghị con xin rồi vậy. Rồi nó lên mạng nó nói hoài đó. Dạ. Bà đó như thế này. Bà nó như thế kia. Là người ta không có cho hoài. Cái là nói xấu á. Đó. Người ta không cho hoài. Đó mấy bà ở đây bình luận nói gì đó. Mấy bà nói gì. Con này nó tàn nhẫn đến mức độ đó. Sợ quay thì có. Mà tiền người ta không cho. Nó lên mạng nó nói các nước người này vậy người kia đó là bị nói xấu hả? Nói xấu vậy á cho nên là sợ bà không có lãnh được quà cáp bên Mỹ người ta cho đó. Chúng ta cũng bình luận người ta nói vậy con nhưng mà thôi hoài không nói thôi tôi không chữ
Nó chửi tôi chừng nào nó được phước chừng nấy, không sao đấy em, đừng lo cho chị. Bây giờ anh em chị em mà thương tôi mà giúp đỡ cho tôi, xin các nước để cho tôi tiền bạc giúp đỡ cho tôi. Mà nó ghét tôi, mà nó nói như vậy, nó không cho tôi. Thì cô bác ở bên Mỹ hay bên Pháp gì tôi không biết mà gỡ về cho. Mà những anh em ở đây mà làm giùm như vậy cho tôi, thì nó ghét nó ấy thì không cho tôi, thôi cũng được. Tôi cũng không nói gì. Cái đó là cái phước đức của nó làm gì nó làm. Tôi cũng có nói gì, chị em đừng lo. Có cho tôi thì tôi cảm ơn, không cho thì thôi, chứ tôi chết cũng không sao. Mà tôi cũng nói với bà gì, mấy bà hàng xóm này ta bình luận, ta nói. Ta nói con này nó ác đến mức độ gì mà nó ác dữ trời. Mà bà Bảy đã có làm gì nó mà nó vậy. Thì người ta nói cái con quỷ này ở ấy ai cũng vậy. Ai nó cũng chửi tan nát hết. Kỳ vậy? Không biết làm sao á. Mà nó đâu có khùng không? Nó có chồng, có con đàng hoàng chứ nó đâu có khùng mà vậy. Mà sao nó ghét đến nỗi á. Nói chìa. Mà đồng bào ở đây ta nói bà đỡ. Còn cái thằng Phong, cái thằng trụ trì ở trên Vinh Cố kia, nó còn chửi ông tan nát kìa. Chửi ông sư luôn hả? Chửi ông sư luôn á. Cổ Phong ở Vinh Cố nè. Nó còn chửi ông đó tan nát luôn, không còn một cái gì. Đừng nói chị mà ăn thua gì, nó chửi ăn thua gì. Chửi tôi sư luôn. Ông Phong kìa mà nó còn chửi. Rồi cúi đầu không kịp thôi, đừng nói. Ghê vậy? Cũng gì muốn ăn. Nghiệp chết luôn mà bà. Thì bỏ gì đó, bỏ cho nên ngoại nói con đó, ngoại nói bằng sự thật như vậy chứ vậy không có nói che giấu gì. Con hỏi hết người ta đúng không? Nhờ cái ông ca, cái ông Võ Văn Kiếm này này, ngoại có cái nhà này họ đó mấy chục triệu, 6-70 triệu gì á, con không xin tiền con không cất á. Người ta ở đây cũng biết nữa. Chứ mấy là ngoại con ở cái nhà này mãi mãi. Vậy mà còn bị ganh ghét, còn bị đó đó, còn thấy mà hoài không có đi đâu hết, lụm như chai đã rồi về rồi đó, vậy nằm đây. Cái hồi mạnh khỏe thì đi suốt cả ngày, đi lụm như chai đi suốt cả ngày, biết tới ba bốn giờ chiều mới về. Dạ. Đó còn bây giờ ui ốm đuối rồi đi không nổi thì đó, bây giờ hoài cũng nói để nhờ cộng đồng để giúp đỡ cho hoài các con vậy, thấy không? Chưa không biết gì vậy. Đằng trước, đằng sau thì nghĩ đi. Lửa vậy thôi vẫn ngủ được không bà? Vậy mà cũng quen rồi. Quen rồi hả? Ừ. Rồi sau nghĩa địa trước cái tàu lửa. Con nghĩ đầu quả sao vậy trở. Ớn hả? Tính ra bà Bảy chọn cái chỗ ở này cũng phong thủy ghê. Hoài biết, con biết sao hoài tính ở chỗ này á. Nói cho nghe mình sau này á, là nếu mà già yếu á con, mình nhờ chùa chiền người ta cho. Nói ra vậy. Cho nên hoài mới nghĩ vậy chứ còn. Cho nên nó hoài không có ở đâu, cho nên chui ở đây ở. Hơn nữa mình không có tiền con hả? Đất ở hoài hồi đó tệ lắm, 700-800 mèn. Mới có một lô đất ở. Chứ đâu phải nói chuyện là bây giờ con quay ở ngoài đường tỷ tỷ. Đó, chứ không phải giỡn đâu á. Hồi đó bà Bảy vô đây bà Bảy có mua không? Hay là mình tự khai thác ra bà? Cũng, ở cái này chỗ này hả? Không có đâu. Cái này nghĩa địa. Vô cái cậu xuống cậu hỏi cái cậu bên này nè, cái nhà đúc nè, chỗ đường rầy nè, sát đường rầy cái nhà kề cái nhà này nè, kề cái nhà này à, cậu đó chỉ, cậu đó nói chị Bảy là còn chỗ này chút á, bà phát bà ở ơi. À, nó cho coi như nó chỉ ra cũng y nó ý nó cho tại nó tới trước. Nó cho chị Bảy cho hoài cất. Nhà này mà nói ngay cất cũng nhờ cậu đó đó cất. Rồi đi lên trên núi đó, nó chặt cây về nó chống lên. Là cái cậu cái đó đó, cái cậu ở cái nhà đúc ngang kề sát cái nhà này nè. Cái đó là nhà, cái đó là cha của cậu này nè. Cái nhà này nè. Đó, nói cho nghe ra như vậy. Chứ gì đâu có, người ta giúp không được, ông xấu có kình nữa, xúm lột. Đó, nói cho nghe ra như vậy. Nó đỡ biết bao nhiêu con. Đó, nhờ anh em cô bác người ta không à. Đó, người ta thấy mình có mình khổ. Người ta giúp đó. Mà hồi đó chưa có cái nhà này chưa, chỉ có cái nhà hoại
với nhà cậu nó nhà bằng ấy, với lợ cái nhà mà xấu sát bên đây thôi, không có nhà ai hết á. Rồi sau này con nó mới cất cái nhà này, mới đây mới cất 3-4 năm nay, còn cái nhà này thì mới cất đây, mới cất mấy tháng, 2-3 tháng thôi. Hồi đó không có ai hả con? Để con coi cái nhà cũ rồi vậy thử coi. Đó, vô coi, nó siêu sụp hết á. Ở nhà này có chút xíu bà bảy ơi. Ừ, thì có đâu rồi, nhiều mà ấy con mình đó mà. Bước vô cái làm cái ầm với tôi. Coi chừng nha con nha, đó. Sập rồi, cái nhà nó sập rồi. Đó, nó sập rồi, vừa bảy chống cái cây, cái sắt á. Ủa, cái con gì chào bá luôn, con thằng làng núi. Hả? Con thằng làng núi bù luôn bà bảy ơi. Vậy hả? Dạ. Thì đó, ở đây rừng rú rồi, con đó không có chơi gì đâu. Bà Bảy có thường xuyên đi chùa không bà Bảy? Không, bà không có đi chùa mà thỉnh thoảng thì chẳng hạn cho gạo rồi con. Cho gạo rồi người ta kêu, người ta cho phiếu á, thì tao lãnh, thì có. Lãnh mấy hôm mạnh thì giác được. Bây giờ yếu giác được nhờ chị em tạm bê về giùm. Nó vậy thôi, có. Thì hôm nay được biết hoàn cảnh của bà Bảy ở đây. Con đến con hỏi thăm thì thấy hoàn cảnh của Bảy cũng phải nói khá là khó khăn. Đặc biệt là ở tuổi này mà một thân một mình không có con cháu gì lo, phải đi nhặt ve chai để kiếm sống. Nhưng mà Bảy chia sẻ là nếu không nhặt nổi nữa thì phải lướt ra ngoài đường để xin tiền của bác. Như hoàn cảnh của Bảy rất là thương, tuổi già neo đơn của bác anh chị. Hôm nay đến đây thì con cũng có một ít tiền của Mạnh Thường Quân để gửi đến cho bà Bảy. Nó không có nhiều, cũng một ít gửi cái tấm lòng mà đến để cho bà Bảy có cái động lực trong cuộc sống nha. Hoài cũng cảm ơn con. Dạ. Nên cảm ơn Mạnh Lệ Quân. Dạ. Để giúp đỡ giùm cho Hoài nhờ cộng đồng. Dạ. Chẳng hạn nước ngoài và nước trong. Dạ. Đó, thì xem xét lại để cứu trợ giúp đỡ giùm cho tôi sống ngày nào được ngày nấy, tôi rất cảm ơn. Dạ. Cộng đồng. Đây là bà Bảy mở lời để cầu cứu cộng đồng mạng luôn đó anh chị. Tôi cũng nhờ cộng đồng. Dạ. Để tiếp khi tôi bị hoạn nạn. Dạ. Bị cháu. Dạ. Vậy thế sao? Vậy thì thương ghê. Ngoài trước thì cũng nhờ xấu, nhờ con. Để con phối hợp với cộng đồng ở ngoài nước ngoài, ra nước trong. Dạ. Hay bất cứ nơi nào. Thì nhờ con nói để cho Hoài có chút định. Để Hoài sống, Hoài dưỡng già năm nào được năm nấy. Tháng nào được tháng nấy vậy con. Thì vậy thì Hoài cũng cảm ơn cộng đồng và cảm ơn mấy con đã lo lắng cho Hoài vậy thôi. Dạ. Chứ bây giờ Hoài đâu biết nói cái gì hết. Đây, gửi cho bà Bảy 500 ngàn của cô Châu Hà với lại cô Hiền ở Đà Lạt nha. Bây giờ tôi cũng mạng phép, tôi cảm ơn cô Châu, phải không? Dạ, với cô Hiền ở Đà Lạt, dạ. Phạm Thị Lan. Cảm ơn rất nhiều với mấy đứa con cộng đồng ở đây làm đi như vậy là tiếp Hoài. Hoài rất cảm ơn tụi con rất nhiều. Đó. Bà Bảy giữ gìn sức khỏe nha. Cảm ơn con. Bà Bảy có ăn được cá khô không? Có chứ, bữa cá khô. Cá khô cho tặng cho bà Bảy. Bữa nào đem cá khô cho Hoài rồi chi biết không, để dành nấu cháo. Dạ. Chiên ăn với cháo. Bà Bảy tuổi già rồi không có răng cho nên là không ăn được, không có chuẩn bị cá khô cho ăn được. Khi khác con có ghé lại thăm Hoài thì cho Hoài gì Hoài hưởng nấy. Dạ. Vì thế thôi nha con nha. Dạ, dạ. Rồi con như vậy rồi khi nào rồi Hoài con gặp Hoài lại cũng hên xui lắm. Ít bữa nữa con đi Vũng Tàu con lo công việc á. Rồi khi nào có duyên thì mai mốt con ghé lại đây con. Vậy nha con. Dạ. Dáng cố gắng tới thăm lui Hoài nha. Dạ, bà Bảy cũng cảm ơn con nha. Có vẻ như là bà Bảy sống một mình cô đơn lâu quá rồi cho nên bà Bảy muốn con cháu đến đây thăm thường xuyên. Đó, đó, để vậy. Cho tạo niềm vui cho bà Bảy. Cho tạo niềm vui cho Hoài, Hoài sống ngày nào được ngày nấy. Ví dụ như mai mốt con tới con thăm không, con không có cho cái gì được không? Không, cũng được, không thăm, sao. Thăm con cũng được. Cũng được. Dạ. Không sao, con ghé con thăm Hoài. Con đi làm công tác ở đâu, sáng đây con ghé con thăm Hoài. Thăm là thử phỉ. Hoài có phỉ không? Dạ. Vậy thôi, Hoài mừng à. Ừ, vậy thế thôi còn không sao. Có thì cho Hoài, không có thì thôi, Hoài không có đòi hỏi.
đó. Thì cũng nhờ con trước, cũng nhờ sau, cũng nhờ thì cái miệng của con để nói với các anh các chị ở nước ngoài chẳng hạn nước trong thì giúp đỡ cho Hoài là Hoài mong rồi. Kể ngày nào nhiều ngày có nhiều thì được nhiều, có ít thì được ít, Hoài không có trách gì đâu, con cứ vô thăm Hoài không sao đâu. Chờ vậy khóc Hoài luôn, nói là khóc đó, khóc bởi vì hoàn cảnh của Hoài khổ lắm. Cố gắng gì sức khỏe nha Bảy nha, cô đi về nha. Thôi Hoài cũng chúc con về đi trên đường khỏe mạnh, ráng về tới chỗ nha con nha. Cảm ơn Bảy rất nhiều. Khai xin cảm ơn cô bé anh chị rất nhiều nhé. Hẹn gặp lại cô bé anh chị ở một video tiếp theo. Đừng quên để lại cho Kha một lượt chia sẻ video lên Facebook kèm theo một lượt đăng ký kênh nhé. Bây giờ xin kết thúc video này. Hẹn gặp lại cô anh chị ở video tiếp theo. Bye bye.